Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyên Som Bếp Nhà Tôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món ramen gà Nhật Bản. Món này nhìn có vẻ phức tạp nhưng mà thiệt ra rất là dễ, không khó đâu các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn cùng mình vào bếp để làm thử món mì ramen này nha. Mình sẽ nói sơ về phần nguyên liệu. Để dùng làm nước súp thì mình có đùi gà, bởi vì đùi gà thì rất là dễ mua và dễ sơ chế. Mình phải luộc sơ để cho nó bớt dơ. Mình làm y chang như vậy với lại thịt bắp gà nha. Đây là thịt bắp gà không xương, mình sẽ dùng luộc để làm phần topping cho ramen. Mình cũng luộc trần sơ đi. Bây giờ thì cái đùi gà mình sẽ bóc da ra và mình chuẩn bị làm nước dùng nha. Mình vừa mới làm xong nước dùng của ramen gà, nước rất ngọt, thơm, thanh nhưng chưa được nêm nếm gia vị nhiều. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt cho nước dùng ramen. Ở đây mình có hai chai, tên là Mensuzu và Suzu. Các bạn chọn loại nào cũng được, hai chai đều là giống nhau hết. Được làm từ dashi và xì dầu Nhật Bản. Bạn tìm mua ở siêu thị Nhật hoặc hàng đều sẽ có. Bây giờ các bạn theo cách mình hướng dẫn để làm nước sốt cho nước dùng ramen nha. Ngoài nguyên liệu chính là thịt gà ra thì mình đã trang trí với một chút trứng nè, rồi củ cải vàng và một chút hành lá. Tùy ý các bạn thôi nha, ramen thịt gà thì chỉ cần có trứng và thịt gà và một chút hành là xong rồi.
Các bạn có thể cho thêm nước sốt nếu cần để nêm nếm cho đúng khẩu vị của các bạn muốn nha. Mình chúc các bạn sẽ thành công với món ramen gà Nhật Bản này. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian để xem video nấu ăn của Nguyên Som bếp nhà tôi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share, chia sẻ video này với bạn bè. Các bạn bấm chuông đăng ký subscribe để xem tiếp những video nấu ăn mới của mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye!